là cách các nhân viên điện lực ghi chỉ số công tơ điện từ vài năm trước. Mỗi tuần chỉ có thể ghi số công tơ của vài khu phố, dẫn đến việc mỗi khu dân cư lại có thời điểm chốt chỉ số điện vào những ngày khác nhau trong tháng. Tuy nhiên đến nay, toàn bộ các hộ sử dụng điện tại Hà Nội đã được lắp đặt công tơ điện tử có tính năng thu thập dữ liệu từ xa. Đây là yếu tố quan trọng để đơn vị điện lực triển khai lộ trình ghi chỉ số tiêu thụ điện năng của 2,8 triệu khách hàng về cùng một ngày. Người dân cũng sẽ thuận tiện trong việc giám sát và theo dõi lịch ghi chỉ số công tơ điện hàng tháng. Việc thống nhất ngày ghi chỉ số sẽ đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng điện cũng như là dễ dàng trong công tác quản lý, vận hành và thanh quyết toán của bên đơn vị bán điện và người sử dụng điện. Hiện tại, lịch ghi chỉ số công tơ điện trải dài từ ngày 3 đến ngày 20 hàng tháng. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 11, EVN Hà Nội sẽ thực hiện thay đổi lịch chốt số điện vào ngày cuối tháng tại 21 quận huyện trên địa bàn. Trong năm 2024, sẽ thay đổi ở 9 công ty điện lực còn lại. Đấy là một cái rất là tốt đối với người tiêu dùng. Và thứ hai, người tiêu dùng cũng dễ giám sát, chủ động xung quanh cái việc mà tiêu thụ điện của mình, chủ động thanh toán. Mà đặc biệt là ấn định cái ngày cố định ấy, thì người ta cũng sẽ chủ động trong việc thanh toán, chứ không phải phụ thuộc vào cái báo phía nhà điện nữa, tôi nghĩ thế. Thì nói chung tôi cho người tiêu dùng là có một cái gì đấy thuận tiện hơn. Như vậy, trong tháng 11, hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình trong danh sách thay đổi chắc chắn tăng lên. Số ngày sử dụng điện trong tháng 10, thay vì 31 ngày như mọi khi, sẽ thành tối thiểu 41 ngày đến tối đa 58 ngày sử dụng điện, tức tăng thêm từ 11 đến 28 ngày. Điều này cũng đồng nghĩa khách hàng sử dụng điện sẽ được lùi thời gian thanh toán hóa đơn tiền điện đến sau ngày 30 tháng 11. Cái việc thay đổi lịch ghi chỉ số sẽ xảy ra vào tháng 11 của năm 2023 và các tháng tiếp theo thì sẽ thực hiện theo cái trình tự thông thường của các tháng tiếp theo. Và quyền lợi của khách hàng sẽ được đảm bảo do là căn cứ theo điều chỉnh cái số lượng ngày sử dụng điện thực tế. EVN Hà Nội khẳng định cách tính tiền điện vẫn dựa trên nguyên tắc bậc thang, tuy nhiên sẽ có sự thay đổi về số kWh tiêu thụ trong từng bậc sao cho phù hợp và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Hiện Sở Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo các quận huyện trên địa bàn để đồng bộ triển khai trong thời gian tới.